Xin chào các bạn, lại là 5 phút thôi đây. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về một quốc gia hậu Xô Viết, đó chính là Ukraine, quốc gia kém phát triển nhất châu Âu. Vậy Ukraine ở đâu? Ukraine là một quốc gia thuộc khu vực Đông Âu. Đây là quốc gia lớn nhất châu Âu, nằm hoàn toàn trong lục địa châu Âu, với 603.628 km, tức là gần gấp 2 lần diện tích Việt Nam. Và là quốc gia lớn thứ 5 ở châu Âu tính theo quy mô dân số, với khoảng 43.560.000 người theo thống kê của Liên Hợp Quốc. Tổng sản phẩm quốc nội năm 2020 đạt 142 tỷ 250 triệu đô la Mỹ và GDP bình quân đầu người đạt 3.266 đô la Mỹ. Để dễ hình dung thì GDP Việt Nam năm 2020 đạt 340 tỷ 600 triệu đô la Mỹ theo Quỹ Tiền tệ Thế giới. Và GDP bình quân đầu người đạt 3.496 đô la Mỹ, nhỉnh hơn Ukraine một chút. Năm 1990, Ukraine là một trong những nước nghèo nhất trong khối Cộng hòa thuộc Liên Xô. Năm 1991, với sự tan rã của Liên bang Xô Viết, có nhiều kỳ vọng rằng quốc gia này sẽ nhanh chóng phát triển thành một quốc gia thịnh vượng của châu Âu trong tương lai gần và là một thành viên của cộng đồng châu Âu. Tuy nhiên, trong khi các quốc gia khác đứng sau bức màn sắt của Liên Xô để có thể nâng cao đáng kể mức sống của họ và hội nhập vào châu Âu, thì Ukraine vẫn tiếp tục với nền kinh tế trì trệ. Mức sống của họ từng ngang bằng với các nước láng giềng như Ba Lan, Slovakia hoặc các quốc gia Baltic. Nhưng cho tới hiện tại thì nó đã bị tụt lại rất xa. Về kinh tế, Ukraine cũng đã từng rất phát triển khi còn là thành viên của Liên Xô. Thế nhưng, sau những năm 1990 khi Liên Xô tan rã, kinh tế Ukraine đã bước vào thời kỳ suy thoái, có thể nói là tồi tệ nhất trong lịch sử quốc gia này. Đây là hậu quả của việc nền kinh tế không được xây dựng dựa trên nền tảng bền vững. Như việc năm 1989, nền kinh tế Ukraine đạt đỉnh điểm là 82 tỷ 709 triệu đô la Mỹ. Sau đó đã giảm liên tục trong suốt một thập kỷ và chạm đáy vào năm 1999, chỉ còn 31 tỷ 262 triệu đô la Mỹ. Vậy nguyên nhân nào kìm hãm sự phát triển của Ukraine? Đầu tiên là địa chính trị. Ngược dòng lịch sử, Ukraine là một quốc gia nông nghiệp. Nhưng trong thế kỷ 20, nó đã phải chịu nhiều cú sốc tàn khốc, bao gồm hai cuộc chiến tranh thế giới và một cuộc nội chiến. Đặc biệt là trong Thế chiến 2, Ukraine đã bị tàn phá nặng nề. Hơn 700 thành phố, thị trấn và 28.000 ngôi làng đã bị phá hủy và thảm họa Holocaust đã giết chết những người Do Thái tại đây. Ukraine không chỉ có xuất phát điểm khiêm tốn, đất nước này còn bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự vô tổ chức của quá trình chuyển đổi ban đầu. Trong thời điểm xây dựng quốc gia những năm đầu tiên sau khi Ukraine độc lập, nền chính trị vẫn tiếp tục hỗn loạn và tập trung vào việc tranh giành quyền lực. Ukraine luôn có sự tương phản rõ rệt giữa hai vùng. Khu vực miền Tây và miền Trung giáp với châu Âu chịu ảnh hưởng nhiều của nền chính trị phương Tây. Người dân ở đây theo quan điểm ủng hộ tăng cường liên kết với Liên minh châu Âu và NATO. Phần còn lại là vùng duyên hải dọc Biển Đen và miền Đông, với nhiều yếu tố gắn kết với nước Nga và những hoài niệm về thời Liên bang Xô Viết. Vì thế, những người ở miền Đông ủng hộ liên kết với Nga và ước muốn tham gia Liên minh Kinh tế Á-Âu, gồm Nga, Belarus và Kazakhstan. Như vậy, chính hình thái hai nhà nước trong một đất nước đã đưa đến hai xu hướng phát triển đối lập ở Ukraine. Đó chính là một nguyên nhân dẫn tới những mâu thuẫn nội bộ và xu hướng ly khai. Bằng chứng là bán đảo Crimea đã sáp nhập vào Nga, còn các tỉnh miền Đông và Nam như Donetsk, Luhansk, Kharkov, Odessa đã ly khai và thành lập các nhà nước Cộng hòa Nhân dân, có chính quyền độc lập với Kiev. Ukraine đã rơi vào một vòng luẩn quẩn khó phá vỡ. Bất ổn chính trị đã cản trở việc xây dựng các cơ quan hành chính chức năng như cơ quan thuế. Điều này một lần nữa buộc nhiều công dân và công ty phải tham gia vào nền kinh tế bóng tối. Trong quá trình này, bất kỳ sự tôn trọng nào đối với luật pháp đều có xu hướng biến mất. Đây không phải là một môi trường tốt cho sự cạnh tranh, đầu tư và tăng trưởng của các ngành công nghiệp mới. Thứ hai là dân số Ukraine liên tục suy giảm. Năm 2013, đây cũng là năm cuối cùng dân số ở Crimea và Donbass được thống kê. Dân số Ukraine đã giảm khoảng 6,7 triệu người so với năm 1993, gần tương đương với số người Ukraine đã thiệt mạng trong Thế chiến thứ hai.
Theo các giảng viên tại Đại học Kinh tế Quốc gia Kiev, tỷ lệ tử vong cao liên tục của đất nước này là do chất lượng chăm sóc sức khỏe thấp, sự gia tăng số lượng bệnh dịch và lạm dụng rượu và ma túy tràn lan. Về khía cạnh kinh tế, điều này sẽ gây áp lực ngày càng lớn đối với những người trẻ tuổi đang làm việc ở Ukraine. Vì cho tới hiện tại, Ukraine dành tới 22% trong thuế thu nhập của họ để trả lương hưu. Điều này khiến những người trẻ có tài năng và có học thức ở Ukraine muốn ra nước ngoài để tìm kiếm cơ hội tốt hơn. Thứ ba là phụ thuộc quá nhiều vào Nga và sự kết thúc của ga giá rẻ. Ukraine có chung hơn 1.500 km đường biên giới với Nga. Các mối liên kết kinh tế giữa hai nước có vai trò quan trọng đối với cả kinh tế đối ngoại và mối quan hệ chính trị giữa Ukraine và Nga. Kể từ khi trở thành quốc gia độc lập, Ukraine dường như hoàn toàn tin tưởng vào nguồn năng lượng nhập khẩu từ Nga. Ukraine vẫn duy trì nhập khẩu hơn 50% lượng khí đốt cần dùng từ Nga. Chính sự phụ thuộc vào năng lượng này đã giúp Nga có những ảnh hưởng chính trị nhất định lên chính quyền Ukraine. Và Ukraine có rất ít những nỗ lực đa dạng hóa nền kinh tế nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào Nga cho tới khi cựu Tổng thống Yanukovych bị lật đổ. Và những xung đột hiện tại giữa Nga và Ukraine vẫn chưa có hồi kết. Cả hai nước liên tục tung đòn vào đối phương với các lệnh cấm vận lẫn nhau. Sau khi sáp nhập Crimea, Nga xóa bỏ các cam kết cung cấp khí đốt với giá rẻ như trước đây cho Ukraine. Họ cắt nguồn cung ga khi chính phủ Kiev từ chối trả giá cao hơn. Điều này đã khiến cho kinh tế Ukraine rơi vào tình trạng khó khăn hơn bao giờ hết. Khi tiến hành giảm thiểu sự phụ thuộc vào Nga, Ukraine đã không có những cải cách kinh tế sâu rộng để hiện đại hóa ngành sản xuất công nghiệp trong nước. Chính phủ Ukraine đã từ chối tăng giá khí đốt cho các hộ gia đình theo yêu cầu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF như một điều kiện chính để quỹ này tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Ukraine. Tình trạng lãng phí năng lượng của các hộ gia đình do đó vẫn tiếp tục gia tăng. Mỗi năm, chính phủ nước này phải chi tới 7,5% GDP để trợ giá cho khí đốt. Hậu quả là thâm hụt ngân sách ngày một lớn và chính phủ buộc phải đi vay để bù đắp. Thứ tư là sự thao túng của giới tài phiệt. Giới tài phiệt Ukraine nổi lên vào cuối những năm 1990 như một hệ quả của sự cộng sinh giữa quyền lực và công việc kinh doanh. Sự bành trướng của giới tài phiệt được thể hiện ở việc có đến 64% công ty của Ukraine đang nằm trong quyền kiểm soát của giới đầu tư tư nhân địa phương. Các nhóm tài phiệt Ukraine còn có trong tay những dụng cụ đầy quyền lực để bảo vệ vị trí của họ, đặc biệt là việc kiểm soát hàng chục thành viên quốc hội và sở hữu gần như toàn bộ các đài truyền hình lớn. Điều này khiến nền kinh tế của Ukraine đi vào trì trệ khi mà những ông trùm kinh doanh tư nhân bắt tay với các quan chức tham nhũng để trục lợi. Hầu hết các doanh nghiệp đều tập trung vào cạnh tranh tiêu cực và phục vụ lợi ích của cá nhân mà không quan tâm tới việc phát triển đất nước. Cũng có ý kiến cho rằng sự kém phát triển của Ukraine còn một phần do sự tranh giành ảnh hưởng giữa Nga và phương Tây. Với vị trí địa lý chiến lược nhạy cảm, cùng những phức tạp trong đời sống kinh tế văn hóa, người dân Ukraine đã tự biến mình thành vùng đệm tự nhiên giữa Đông và Tây, và kết quả là bị kẹt cứng trong cuộc chiến giành giật ảnh hưởng kéo dài nhiều năm qua. Thứ năm là nợ đọng. Kết hợp với cuộc khủng hoảng tài chính đã làm rung chuyển hệ thống kinh tế quốc tế năm 2007-2008. Việc Ukraine thiếu cơ cấu kinh tế trong nước và nợ nần chồng chất khiến nước này đặc biệt khó khăn trong việc vượt qua cơn bão tài chính. Kể từ khi Ukraine độc lập, họ đã nhận được nhiều hỗ trợ tài chính để phát triển kinh tế. Tuy nhiên, nợ nước ngoài của khu vực công và tư nhân gần đây đã tăng nhanh, từ hơn 10 tỷ đô la trong những năm 1997 đến 2002, lên tới hơn 100 tỷ đô la trong năm 2008-2009. Mức nợ năm 2008 chiếm 56,4% tổng sản phẩm quốc nội và chiếm 118,7% giá trị xuất khẩu. Năm 2009, khi tổng GDP còn hơn 117 tỷ đô la Mỹ và đồng Hryvnia suy yếu, tổng nợ nước ngoài chiếm tới 91,5% tổng sản phẩm quốc nội và chiếm tới 191,6% giá trị xuất khẩu năm đó. Rõ ràng, điều này cho thấy mức không bền vững đối với nền kinh tế Ukraine. Không thể phủ nhận những tác động tiêu cực từ bên ngoài đã gây ra không ít những cản trở cho sự phát triển kinh tế của Ukraine. Nhưng suy cho cùng thì mấu chốt vẫn nằm ở sự đồng thuận chính trị và nỗ lực cải cách phát triển kinh tế của đất nước.
Cho đến hiện tại, tình hình tại Ukraine vẫn còn nhiều bất cập. Khi mà mới đây, Tổng thống Zelensky quyết định sa thải chính phủ cải cách của ông vào tháng 3 năm 2020. Sau đó, ông tiếp tục loại bỏ tất cả các nhà cải cách còn lại khỏi các vị trí cấp cao trong chính quyền của mình, trong khi ông không đưa ra bất kỳ sáng kiến cải cách mới nào. Hy vọng trong tương lai, Ukraine sẽ sớm tìm ra được hướng đi đúng đắn để lấy lại vị thế của mình, bởi tương lai nằm trong tay người Ukraine, không phải của người ngoài, cả phương Tây hay phương Đông. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu bạn muốn 5 phút thôi làm thêm về chủ đề gì, hãy để lại ý kiến của bạn dưới bình luận video này nhé. Đừng quên nhấn thích, chia sẻ và đăng ký kênh nếu thấy video này hữu ích. Hẹn gặp lại các bạn tại những video tiếp theo.